Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời để cùng đi trải nghiệm các dòng sản phẩm laptop trên thị trường. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm một chiếc HP EliteBook G5. Thì với những cái phiên bản này được cải tiến rất là nhiều, chúng ta cũng thấy là những cái phiên bản trước đó như là G1, G2, G3, G4 thì cái cách thiết kế nó cũng thực sự mà nói thì nó hơi xấu, nhưng mà đến phiên bản G5 thì HP đã thay đổi hoàn toàn từ cái hình thức thiết kế cho đến cái logo bên ngoài, giống như là một chiếc HP Envy. Thực ra thì các video mình làm ra thì không hướng đến phần thiết kế nhiều. Như mình nói là nếu mà chúng ta cần tìm hiểu các thiết kế hay là các mẫu sản phẩm, chúng ta có thể chúng ta lên Google chúng ta search thì rất là nhiều thông tin. Những video mình làm ra đều hướng đến phần trải nghiệm hiệu năng, phục vụ cho nhu cầu mình, đặc biệt là những cái cấu hình đó có đáp ứng được hay không. Lý do mà mình để cái chiếc HP Envy trên bàn là để cho mọi người so sánh cái sự cải tiến của những chiếc HP EliteBook. Như trong video lần trước thì mình cũng có chia sẻ một số thông tin nói về sự khác nhau giữa chiếc HP ProBook và chiếc HP EliteBook. Thì do là chiếc HP ProBook là được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam mình, cho nên là nó có những cái trung tâm bảo hành và được bảo hành chính hãng tại thị trường Việt Nam. Còn đối với những người mà sử dụng những chiếc HP EliteBook, hầu như là được nhập khẩu ở nước ngoài về, hoặc là chúng ta order trực tiếp từ bên nước ngoài. Đó là lý do nó sẽ có những cái rủi ro, nên chúng ta cần cân nhắc mình lựa chọn những cái địa điểm, những cái nơi bán uy tín để mình mua sao cho nó phù hợp, để khỏi thêm một số phiền toái khi mà chiếc máy mình nó bị hỏng hóc. Bây giờ không phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm chiếc HP EliteBook 840G5 với cấu hình cũng rất là tốt, Core i7 nha, 7600U, RAM là 8GB SSD 256, màn hình 14 inch, Full HD IPS. Thì cái chiếc máy này rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái hiệu năng với những cái phần mềm giả lập vì đồ họa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đi trải nghiệm. Bây giờ mình thử mình cho mọi người xem một số thiết kế nè. Như chiếc G1, G2, G3 đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Mọi người thấy thiết kế rất là đơn giản. Thực ra là mấy cái dòng máy này bán rất chạy trên thị trường. Mọi người sẽ thấy để ý là có chữ EliteBook. Thì đến phiên bản G5 thì HP rõ ràng là cũng thay đổi kiểu dáng rất là nhiều. Giống như một chiếc HP Envy, thiết kế rất là đẹp. Chiếc máy này thực sự mà nói thì mình rất là thích, bởi vì chạy rất là mát, hiệu năng chạy cũng rất là tốt. Công nghệ cũng nhiều thứ cũng cũng hay, ví dụ như thường là mấy chiếc máy này được tích hợp vân tay nè, loa thì là loa Banalusen. Đặc biệt là những chiếc máy này hay tích hợp với phiên bản G5 thì hay tích hợp vừa camera và có Face ID. Đó. Rồi cho mọi người xem luôn chiếc HP Envy. Đây, chiếc HP Envy thì đã quá quen thuộc với thị trường Việt Nam mình rồi. Nó là một dòng máy cao cấp. Thì mọi người cũng để ý là những chiếc HP Envy hầu như là trên giá trên 30 triệu hết. Chúng ta nếu mà chúng ta để ý, nó là một cái dòng máy cao cấp của HP, nên là nó sẽ không phải là EliteBook mà nó là HP Envy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đi trải nghiệm hiệu năng với cái chiếc HP EliteBook 840G5 có phiên bản là Core i7 nha mọi người. Ok, đầu tiên thì chúng ta nhìn sơ qua cái cấu hình một xíu. Mình sẵn mình sẽ cho mọi người mình chỉ, hồi nãy các video mình cũng có hướng dẫn đó, lấy cái số serial number này để mình check. Thì mình check cái số serial number này lên cái hãng á, thì sẽ có những cái thông tin chiếc máy này. Thực ra chiếc máy này là còn bảo hành 2 tháng nè, nó để nè ACTI nè, Cover under manufacturer warranty 2 months remaining.
Nghĩa là nó máy này còn bảo hành 2 tháng. Đến 25 tháng 12 năm 2021 thì chúng ta sẽ tra những cái số serial number này để mình biết những cái chiếc thông tin máy này nó như thế nào. Cấu hình này như chúng ta thấy là nó có chạy cái chip Intel Core i7-7600U nè, 2.8GHz với 4 nhân, với 2 nhân và 4 luồng, RAM là 8GB, ổ cứng là 256, màn hình thì Full HD IPS rất là đẹp. Nó cũng có những cái phiên bản cảm ứng, tùy vào cái nhu cầu. Nếu mà phiên bản cảm ứng thì nó sẽ đây, nó sẽ có một cái lớp cảm ứng, cho nên là máy nhìn, mình nhìn, nếu mà nhìn thì nó sẽ có cái độ bóng, một cái lớp màng nó giống như điện thoại mình thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái chiếc này ra cho mọi người trải nghiệm bên trong nó luôn, để khi mà mình có một cái nhu cầu mà mình nâng cấp hay là mình thay thế thì để mình có thêm nhiều cái thông tin để mình trải nghiệm. Đây là bên trong chiếc 840G5. Chiếc máy này được sản xuất năm 2018 nha mọi người. Đầu tiên mình nói chiếc pin trước đi. Chiếc pin thì đối với một chiếc máy mà phục vụ cho nhu cầu văn phòng, nhưng mà chiếc pin này nó có cái dung lượng pin là 50Wh thì cũng khá là cao. Thường thì nó khoảng 30 mấy cho đến 46 thôi. Chiếc này được 50Wh. Đặc biệt mà mình thích ở cái cục pin của HP đó là cục pin nó không bao giờ nó bị tuột. Pin của HP thường nó sẽ một sống hai chết, nghĩa là rút tắt hoặc là sạc không vô những cái lỗi á. Còn hầu như là pin của HP xài cái thời lượng của nó rất là ổn định, rất là lâu. Nó không giống như những cái hãng khác, khi mà chúng ta xài chúng ta nó bị tuột pin. Kế đến chúng ta sẽ thấy hai cái khe RAM nè. Thì hiện tại nó đã có một cái khe 8 và chúng ta có thể gắn thêm một cái khe 8 nữa. Đây là SSD NVMe, nghĩa là chiếc máy này không có ổ 2.5 để mình gắn thêm khi mà cái nhu cầu mình lưu trữ dữ liệu nhiều, chỉ có thể mình nâng cấp cái ổ này lên thôi. Đối với chiếc máy mà onboard với có 2 nhân và 4 luồng, nhưng mà chúng ta thấy là cái tản nhiệt nó làm rất là to. Cho nên là chiếc máy này thực sự mà nói, khi mà mình trải nghiệm, mình đã từng xài những cái chiếc máy này và bán rất là chạy thì rất là mát. Đó. Ok, thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đẩy cái nắp lại và chúng ta sẽ trải nghiệm những cái phần mềm về đồ họa xem như thế nào. Ok, chúng ta bật chiếc máy này lên để xem khởi động có như thế nào. Như mình cũng nói trước đó, chiếc HP 840G5 này một cái kiểu dáng thiết kế như là một chiếc NV. Ngoài ra thì chiếc HP á, thường nó sẽ đi với cái công nghệ âm thanh là Bang & Olufsen. Cho nên là cái âm thanh nó nghe rất là hay. Những anh em nào mà làm bên nhạc á, sẽ thường sẽ sử dụng những chiếc máy HP bởi vì nó cho ra một cái âm thanh hay hơn những cái dòng máy khác. Đối với đời G5 trở lên á, thì cái hệ thống camera của nó có chức năng Face ID. Nghĩa là chức năng này là nhận diện khuôn mặt, thay vì nó giống như là những cái chiếc điện thoại của mình á, mình đưa vào thì nó nhìn nhận diện được cái mặt của mình, nó sẽ mở được cái máy. Có thể nó là một cái công nghệ nó cũng thuận tiện. Ok, mình thử, mình sẽ trải nghiệm với phần mềm Full Mac. Thì thực ra thì mình cái phần mềm này để test cái card đồ họa, nhưng mà cái máy của mình là card onboard, nhưng mà mình test để mình giả lập, mình chạy những cái phần mềm ứng dụng lên, mình lướt web, mình mở Word, Excel lên, mình xài để xem cái máy nó có bị giật không. Với một cái chiếc máy mà phục vụ cho nhu cầu văn phòng mà mình chạy giả lập, trong lúc giả lập mình chạy những cái phần mềm này lên thì chúng ta thấy là nó không có bị giật, không có bị đơ. Mặc dù cái chiếc 840G5 chỉ với 2 nhân và 4 luồng, chúng ta cũng thấy là chạy cũng khá là mượt nè, không có giật. Ok, thực tế thì mình sẽ mở cái phần mềm Cinebench, một cái phần mềm giả lập về đồ họa khác, mình test để mình xem được cái hiển thị hình ảnh cho nó thực tế. Do là những cái phần mềm này mình hướng dẫn để mà kỹ thuật,
và những anh em mà đi mua máy á, đặc biệt là những chiếc máy cũ, thì mình nên test cho kỹ. Tại vì tại cửa hàng thì những anh em đã test theo quy trình thì cũng khá chuẩn rồi. Và chúng ta sẽ test cái GPU đầu tiên. Trong lúc test thì chúng ta nhìn cái thông số kỹ thuật, nó là chip Intel Core i7-7600U với 2 nhân và 4 luồng, xung nhịp của nó lên tới 2.9 GHz. Cái GFX board nghĩa là cái card màn hình á, thì on board nghĩa là Intel HD Graphics 620. Thì về lý thuyết là cái HD Graphics 620 này nó có cái tốc độ nó là 2 GB. Tuy nhiên là 2 GB này là 2 GB về hiển thị hình ảnh on board thôi, chứ để mình xài chuyên nghiệp về đồ họa thì không được, nhưng mà bán chuyên thì ok. Ví dụ như ở cấp quản lý, chúng ta có thể chúng ta mở AutoCAD, Revit, SketchUp. Còn mấy cái thiết kế về 2D như là Photoshop, Corel thì vô tư. Chúng ta cũng thấy là nó chạy cũng rất là mượt chứ không có giật. Chúng ta thấy không? Rất là nhanh. Mình chờ để mình xem chủ yếu là cái FPS nè, để chúng ta có thể chúng ta giải trí được những cái game. FPS nó tầm khoảng 25.44, thực ra là cũng thấp, nhưng mà đủ chúng ta có thể chơi được những cái game như là Liên Minh, Liên Quân. Cái cạc của mình chắc chắn là nó đứng ở vị trí thứ 6 nè, tại vì những cái cạc rời nó nằm ở trên đây rồi. Ok, mình sẽ tiến hành chúng ta test CPU, xem cái CPU nó quét cái hình ảnh có nhanh hay không. Chúng ta thấy không, cũng tương đối. Dĩ nhiên là mình không thể nào mình so sánh với những chiếc mà 6 nhân 12 luồng hay là 8 nhân 16 luồng được, bởi vì những chiếc máy đó là những chiếc máy chuyên về đồ họa thì cái CPU nó phải mạnh, nó phải là những chiếc CPU chip H hoặc là chip HK hay là HQ được chẳng hạn. Ở đây thì cái dòng U là cái dòng tiết kiệm điện, cho nên là mình cũng chấp nhận được. Ok, cảm ơn mọi người. Như vậy là vừa rồi chúng ta vừa đi trải nghiệm nhanh chiếc HP Lightbook 840G5. Thì cái phiên bản này là phiên bản Core i7 rất là mạnh. Thực ra thì ở ngoài thị trường thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều chiếc HP kiểu dạng như thế này. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta thấy những cái trung tâm điện máy hay là những cửa hàng bán đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái sản phẩm nó là sản phẩm ProBook. Thì ProBook nó vẫn thấp hơn eLightbook. Kế đến thì chúng ta sẽ có những chiếc HP Envy cao cấp mà nãy mình có đưa ra để cho mọi người tham khảo. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời để theo dõi nhiều các video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.